Ukraine tuyên bố đã mở chiến dịch di tản thành công, một binh sĩ Nga đào thoát tới khu vực do Kiev kiểm soát. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm, đã thực hiện thành công một nhiệm vụ mang tên Barinia. Nhiệm vụ này đã đưa Trung úy Nga Daniel Anfiorov đào thoát khỏi quân đội Moscow. Kể từ tháng 6 năm 2023, Anfiorov đã tích cực hợp tác với lực lượng vũ trang Ukraine và cơ quan tình báo quốc phòng. Anfiorov đã thuyết phục 11 quân nhân Nga đào thoát sang Ukraine theo nhiều đợt. Đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Usov phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 9. Anfiorov cũng có mặt tại cuộc họp báo sau khi đặc nhiệm Ukraine tiến hành hoạt động di tản người này. Ông Usov giải thích, khi tính mạng của Daniel Anfiorov bị đe dọa, Ukraine đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt để đưa anh ta vào lãnh thổ Ukraine một cách an toàn. Anfiorov tốt nghiệp trường chỉ huy vũ khí tổng hợp cấp cao Moscow. Trước đó, người này chỉ huy một trung đội của Nga tại hữu ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson. Anfiorov nói có một số binh sĩ Nga trên tiền tuyến dường như không đồng thuận với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow và một số không vừa lòng với các điều kiện tác chiến. Theo phía Ukraine, trong quá trình hợp tác, Anfiorov không chỉ thuyết phục được các binh sĩ Nga đào thoát mà còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho Kiev. Chưa rõ thông tin đó là gì và Nga chưa có bình luận chính thức về vụ việc. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ tuân thủ mọi quy định của luật nhân đạo và đảm bảo đối xử phù hợp với tù nhân. Vì vậy, Ukraine nói rằng những quân nhân Nga không ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow có thể liên lạc với một đường dây nóng do Kiev lập ra để đầu hàng và được đảm bảo tương lai. Một báo cáo của chính quyền Ukraine công bố hồi tháng 3 năm 2023 cho thấy dường như đã có gần 10.000 người Nga đã liên hệ với đường dây nóng. Vào tháng 8 năm 2023, thống kê cho thấy đường dây nóng có lượng tiếp cận tăng đáng kể sau khi phi công trực thăng Nga Maxim Kuzminov đào thoát sang phía Ukraine mang theo một chiếc trực thăng Mi-8 còn nguyên vẹn. Người này sau đó nhận được số tiền thưởng tương đương 500.000 đô la Mỹ. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Kuzminov, cựu đại úy 28 tuổi thuộc trung đoàn trực thăng độc lập số 319 của Nga, dường như đã tiết lộ cho Kiev những thông tin quan trọng về hệ thống liên lạc và mạng lưới sân bay của Moscow. Việc thu giữ được một trực thăng đang hoạt động của Nga cùng với phi công cho phép Ukraine có thể bổ sung nguồn lực hàng không vốn đang hạn chế, đồng thời có khả năng thu được thông tin tình báo có giá trị về không quân Nga. Vào tháng 4 năm 2022, Quốc hội Ukraine đã thông qua quy định thưởng tiền lên tới 1 triệu đô la Mỹ cho các quân nhân Nga bàn giao vũ khí của Moscow sang Ukraine. Giá trị tiền thưởng phụ thuộc vào loại vũ khí mà họ bàn giao. Hiện chưa rõ Anfiorov sẽ ở đâu tại Ukraine hoặc liệu người này có được thưởng tiền hay không. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.